Thứ nhất là anh có một cái sỏi thận đã có từ lâu rồi và bây giờ nó có triệu chứng đau, đau vùng bụng bên trái, thì lúc đó mình phải xem xét là có khả năng là sỏi nó di chuyển từ trên thận xuống, kẹt ở trong cái ống dẫn nước tiểu là cái ống điều quản á. Thì khi mà nó kẹt như vậy á thì làm cho cái nước tiểu nó không xuống được tốt và cái thận nó sẽ bị căng ra và nó gây đau chẳng hạn. Thì trong cái trường hợp mà bị sỏi niệu quản, nếu mà mình ta kiểm tra, chúng ta mà đi khám bệnh đó, thì bác sĩ sẽ kiểm tra cho chúng ta, thì lúc đó chúng ta có thể thấy được là cái thận nó ứ nước và chúng ta có thể thấy được cái viên sỏi nó kẹt ở trong cái ống dẫn nước tiểu. Thì đối với cái trường hợp mà sỏi niệu quản á, thì những cái trường hợp mà sỏi nhỏ và cái mức độ tắc nghẽn nó không có nhiều, không có những cái biến chứng ví dụ như nhiễm trùng hay là suy thận gì hết á, thì chúng ta có thể điều trị nội khoa. Thì phương pháp mà điều trị mà nội khoa thông thường nhất đó là chúng ta sẽ dùng thuốc giảm đau để làm giảm cái cơn đau, và cái thứ hai là dùng một số những cái thuốc hỗ trợ để tống xuất sỏi. Tôi thấy là anh có sử dụng một số những cái thuốc dân gian đúng không, cái thuốc đó thì theo như những cái khuyến cáo thì cái hiệu quả và của những biện pháp điều trị dân gian thì nó không có chắc chắn là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là nhiều khi mình sử dụng những thuốc không có phù hợp, không có đúng thì có thể nó sẽ làm cho có những cái tác dụng phụ khác nữa. Tôi nghĩ là anh nên đến bệnh viện để kiểm tra và thăm khám lại cho nó chính xác để xem coi là cái sỏi của mình thực sự là có sỏi hay không, và cái thứ hai là sỏi nó có nằm kẹt ở trong điều quản hay không, và chúng ta phải theo dõi để biết được là sỏi nó có ra được hay không. Nếu mà trong trường hợp mà không ra được thì chúng ta phải can thiệp về phẫu thuật, tại vì nếu mà không có can thiệp phẫu thuật kịp thời thì khả năng đó có thể sẽ làm cho cái thận nó sẽ bị tổn thương nhiều hơn và dẫn đến tình trạng suy thận.